Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello, xin chào các bạn. Giang Hồ có câu: tóc đỏ chứng tỏ chưa có người yêu, nhưng nhìn đến quả cưa máu to trà bá như này ấy, chẳng ai dám yêu. Đất cha, ở vị tướng mới vừa ra mắt chí vậy, tổ báo lên, quẩy lên. Trời ơi, rồi lại phải cong mông mà chạy thôi, chứ biết làm thế nào đây. Mặc dù cưa rất to, nhưng mà động vào anh khỉ với bé Thảo Nhi là cũng phải lé, ai da không lé được thôi. Ngày hôm nay, Mô Việt cùng em tìm hiểu sức mạnh của Đách Cha, vị tướng mới ra mắt, cùng với khi Đách Cha và Sinetria ơi, làm gì bạn ơi, kết hợp với nhau thì tạo nên cái gì bất ngờ nha các bạn ơi. Rồi, let's go thôi. Trận này đấu này là còn có bé Payna đấy chứ. Payna với khả năng hồi phục máu cho đồng đội này. Sinetria hồi phục máu cực kỳ kinh khủng, đặc biệt với cái chiêu cuối huyễn tế của Sinetria. Và Đách Cha cũng có khả năng hồi phục máu ghê gớm, mà thậm chí là ghê gớm hơn. Nếu anh em xem đoạn đầu video clip của Mồ Việt là thấy khủng hoảng rồi. Tại sao Đách Cha không chết mà cứ đánh mất máu lại hồi máu? Đó là bộ kỹ năng của vị tướng này nha. Review với anh em tất nhiên là phải trình bày kỹ rồi. Bây giờ là phải thẳng thính bé Sinetria thì bạn. Hơi chạy mất tiêu rồi. Cái bộ ba này đi với nhau mình nghĩ là bất tử luôn anh em ơi. Payna là Payna biết chơi này, Sinetria cũng biết chơi luôn. Đấy, thành ra là cứ combo đi. Cưa hết, mình cưa hết, tầm này mình cưa hết. Cứ nào bướng là mình cưa. Không bao giờ phải sợ chết, thiếu máu không phải sợ chết anh em ơi. Một đứa thôi, hai đứa này, kỳ đâu, kỳ đập đi, kỳ đập đi. Kỳ cứ hỏi tại sao mà đập mình không chết, còn kỳ thì lại bị đập chết. Đấy, đấy là kỹ năng của Đách Cha anh em ơi. Đầu tiên, nội tại vị tướng này không có gì đặc sắc khi mà nó đứng một mình đâu. Tấn công trúng mục tiêu tăng 1% tốc chạy, cộng với 1% cơ lý. Không có gì đặc biệt anh em ơi, cộng dồn rất nhiều lần nhưng mà không vượt quá 20 lần nha. Nhưng khi có sự có mặt của Sinetria thì nội tại của Đách Cha thêm một cái mới này, nó có thêm một cái gọi là huyết hệ khế ước vô cùng cố nạn. Bởi vì khi có cái huyết hệ khế ước này thì cái bạn Sinetria có thể cường hóa cái huyết tế của bạn đấy. Trời ơi, cường hóa là rất là khổ nạn nha anh em ơi. Ví dụ như là bạn Sinetria chưa có 7 điểm hoa máu, bạn ấy xài huyết tế, bạn ấy vẫn có thể hồi sinh ngay lập tức được. Nhưng mà nó lấy tất cả máu của Đách Cha để hồi máu cho nó nha. Đấy, cứu nạn chưa anh em ơi. Bạn thân kiểu gì, kỹ năng cái kiểu gì như thế. Nếu mà Đách Cha không có chiêu cuối, lập tức chết ngay. Nhưng mà Đách Cha còn chiêu cuối mà. Chiêu cuối của Đách Cha như nào tẹo được mình nói anh em ơi. Còn cái hay nữa là khi Sinetria sử dụng chiêu 2 máu quỷ tung trúng vào Đách Cha thì Đách Cha lập tức biến đến bên cạnh của Sinetria và Đách Cha được hồi máu từ những cái huyết kiếm quay trở ngược về của cái con Sinetria. Wow, wow, cái tầm này là mình cứ đánh hết thôi anh em ơi, đứa đầu ra là bổ hết. Wow. Đổi máu mình che bạn rồi, yên tâm bạn thân mà. Trời ơi, cứ phải gọi là càn quét tim bạn, không bao giờ sợ chết anh em ơi. Rồi, tiếp theo đến cái chiêu 1 của
Cái con deck tra có tên gọi là Luân Hồi Cưa. Khi các bạn kích hoạt cái này lên thì các bạn được tăng rất nhiều tốc chạy đấy, không bị làm chậm nha. Đồng thời có một cái lưỡi cưa máu nó rơi xuống cái mục tiêu là tướng địch, sau đó thì lưỡi cưa nó quay trở về với deck tra. Nếu rơi trúng tướng địch thì gây sát thương, quay trở về chạm vào tướng địch nào cũng gây sát thương, quay trở về với người deck tra được hồi rất nhiều máu cho deck tra. Đó là cái chiêu thức của deck tra nha. À không, sau khi kích hoạt chiêu một, anh em còn cường hóa đánh thường, có khả năng áp sát mục tiêu. Đột kích ấy, anh em ơi, giống như đột kích của khỉ ngồi không. Và cái chiêu 2 thì nó đơn giản lắm. Chiêu 2 thì tấn công mục tiêu xung quanh, hồi máu cho deck tra, với cả là đòn đánh thường, có thể đánh nan, để sát thương vật lý đánh nan anh em ơi. Chiêu cuối là cái chiêu nó cực kỳ mất dạy. Bởi vì sao? Khi mà kích hoạt chiêu này anh em ơi, tất cả sát thương anh em chịu vào sẽ chuyển thành máu. Càng đánh càng hồi máu, nó cực kỳ ma. Và với cái chiêu này các bạn sẽ không bị chết khi mà Sinetia xài cái huyết tế nha, mặc dù là Sinetia chưa có 7 điểm hóa máu. Ok, có chiêu cuối băng luôn cưa hết, tầm này là cưa hết, cứ dí sát thương của mình thôi. Đấy đấy, trời ơi, đầy máu này anh em ơi. Đấy, nó kinh khủng như này cơ mà. Hiện tại ở chương cuối này, khi mà chịu sát thương chí tử hoặc là cái bạn Sinestia xài cái huyết tế thì sẽ tự động kích hoạt nha. Đấy, đây là đi cùng với Sinestia thì cũng có hay, vừa một cái hay là chiêu 2 hồi máu và biến về cạnh Sinestia, nhưng mà còn cái là rất là nó chạy đâu, anh em không có chiêu cuối là anh em sẽ bị làm cái vật thế thân hy sinh đấy. Ok, đó là toàn bộ kỹ năng của Sinestia và cái sự kết hợp với Deck Tra. À không, của Deck Tra và sự kết hợp với Sinestia. Hơi ngược chút xíu anh em ơi. Chính vì chất tướng này đỡ đòn sát thương không nhiều, thành ra là các bạn nên những cái đồ khống chế như kiểu áo choàng băng giá rồi đồ sát thương phép như áo choàng thần ra nha. Hoặc anh em cũng có thể chơi cái đồ công gọi là thương xuyên phá, nhưng mà trong cái bộ build đồ con tướng này thì cần có cái đồ phản đam như giáp thống khổ đấy. Ăn hồi máu quá ghê mà, thì bạn phải phản đam cơ thì mới khỏe được. Bên kia bắt đầu là bàn chiến thuật cực kỳ gắt rồi, có khi là đẩy hết đi các bạn ơi. Bộ ba hồi máu đi này với nhau như thế này thì làm sao mà đỡ được đây. Pena lại sửa kỹ năng nha anh em ơi, mình sẽ sớm làm video clip về Pena sửa kỹ năng, nó sửa rất nhiều lần trong cái thời gian ngắn vừa qua. Cảm giác có chiêu cuối bất tử, thành ra anh em cũng phải lên cái đồ hồi chiêu để hồi chiêu cuối nhanh hơn, như cái khi huyền thoại chẳng hạn. Đấy, bộc phá, trời ơi, hơi lỗi rồi. Không sao anh em ơi, bất tử không phải lo, không phải lo, đập thoải mái không bao giờ chết. Nhưng mà, ơi, buồn ghê, đáng quẩy. Không biết là trụ sinh ra để làm gì với chất tướng Deck Tra này anh em ơi. Mà trụ kiểu đã khiến Deck Tra càng kinh khủng hơn ý. Chào mừng anh em trở lại số việt.vn, bài link Linko Mobile Free Fire uy tín giá rẻ của Mô Việt ở mục Linko Mobile là chỉ với 200k anh em sở hữu ưng ác là hơn 30 tướng, à không, hơn 40 tướng liền, và có khi là hơn 30 trang phục, thậm chí là có đến 40 phang trang phục đang chờ đón anh em săn ác nha. Ngoài ra thì hiện tại shop còn có bán cả link Free Fire. Đây link Free Fire anh em ơi, link Free Fire giá cũng siêu rẻ luôn, bất ngờ cực kỳ. Và anh em nào thích cái thể loại game bắn súng Free Fire, nhớ đến shop của mình ủng hộ nha. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.